Quý vị đã và đang cùng có mặt tại trung tâm khán phòng tiệc cưới hạnh phúc trang trọng của đại gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cùng chúc mừng ngày phúc trăm năm cho chú rể Hà Khắc Sành Duyên cùng cô dâu Hà Đạo là những chủ nhân của những cánh thiệp hồng trao tay, mà họ cũng chính là lý do để cho toàn thể quý vị chúng ta có mặt tại đây. Và chắc có lẽ lời nói đầu tiên cho phép với những ekip anh em thực hiện chương trình, MC Minh Tuyệt xin được thay lời cho gia đình họ nhà trai, tới lớp và ngọc cho cô dâu và chú rể xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng và chào đón sự hiện diện của các cụ, công các bà, các cô, các chú, các anh chị, thành phần ban đại diện cấp cao của gia đình họ nhà trai cùng với ban đại diện cấp cao của gia đình họ nhà gái. Và xin được chào mừng với những vị tân khách, khách quý, bạn bè đồng nghiệp của gia đình, những người bạn đồng nghiệp của chú rể và cô dâu. Chúng ta đã và đang cùng có mặt tại trung tâm khán phòng tiệc cưới hạnh phúc trang trọng của đại gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, trong buổi sáng ngày hôm nay, với niềm vinh dự và niềm hạnh phúc lớn lao nhất của đại gia đình nhà trai chúng tôi, đó là đang được đón nhận rất là nhiều với những tình cảm và sự quan tâm trở về đủ đầy của toàn thể quý vị, để chúng ta sẽ cùng nhau được trở về đây, cùng nhau minh chứng và cùng chứng kiến ngày phúc chung đôi của chú rể và cô dâu. Chính vì vậy cho phép với những ekip anh em thực hiện chương trình ngày hôm nay được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Đức Yến, xin được thay lời cho gia đình họ nhà trai, tới lại và ngọc cho cô dâu và chú rể, xin phép được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời cảm ơn chân thành và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, xin được kính thưa với toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, gặp gỡ và yêu thương nhau thì đó là chữ duyên. Và để được nên vợ và thành chồng, sống chung với nhau đến muôn đời, ấm no và hạnh phúc, rồi con đàn và cháu đống thì đó là chữ phận. Và theo như phong tục tập quán, tín ngưỡng cưới hỏi của người dân Việt Nam chúng ta hiện nay thì cũng có rất chi là nhiều. Mỗi vùng miền và mỗi dân tộc thì chúng ta sẽ có những phong tục, tín ngưỡng và đặc trưng riêng khác nhau. Khi một chàng trai và một cô gái khôn lớn trưởng thành đến tuổi xây dựng mái ấm gia đình, muốn cưới được người vợ thì các sinh lễ phải được chỉnh lên đầy đủ, bao gồm các bước dạm ngó ăn hỏi, xin cưới, nạp tài và cuối cùng là xin dâu. Vâng thưa quý vị, đúng là miếng trầu sẽ là đầu câu chuyện và miếng trầu đã chính thức nên dâu nhà người. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, theo đúng với khung giờ hoàng đạo và theo đúng với khung giờ tâm linh, thì gia đình họ nhà trai cùng với chú rể Hà Khắc đã sắm sửa cơi trầu và chai rượu, cũng như là sinh lễ để trở về bên gia đình họ nhà gái để thực hiện nghi lễ xin dâu. Và như vậy là nghi lễ xin dâu đã được thực hiện và diễn ra một cách thành công tốt đẹp tại tư gia của gia đình họ nhà gái. Đây đó là điều kiện đủ đầy để quý vị chúng ta sẽ cùng được tiếp tục đồng hành cùng với hai bên gia đình, đồng hành cùng với chú rể và cô dâu đã chính thức được cập bến và có mặt tại tư gia của gia đình họ nhà trai chúng ta trong buổi sáng hôm nay, trong khoảnh khắc yêu thương ngày đây. Và chúng tôi xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng và chào đón hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình, cũng như là thành phần đi đón và đưa dâu trở về với đại tư gia của gia đình họ nhà trai chúng ta trong buổi sáng hôm nay trong chương trình đại lễ tình hôn của chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đạo. Và liên tục xin mời toàn thể quý vị đã, chúng ta hãy cùng nhau nâng lên với những chén trà chén nước, mời bánh kẹo ngọt cùng với gia đình. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau nâng lên với những chén rượu đồng ngày cưới, chung chia với cùng với gia đình và cùng chúc mừng phúc cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt, hướng sự quan tâm và những dòng cảm xúc của toàn thể quý vị lên cùng với câu chuyện tình yêu đẹp của chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đạo ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng được chào đón và cùng được ngắm nhìn cặp đôi trai tài gái sắc, hai gương mặt rạng ngời và hạnh phúc nhất của chúng ta trong ngày hôm nay. Nào xin mời chú rể Hà Khắc, cô dâu Hà Đạo, hai bạn hãy cùng nắm tay nhau khởi thân được đứng lên để ra mắt đến toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin mời. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, và trong khoảnh khắc yêu thương ngày đây thì chú rể và cô dâu họ rất là muốn đi đến từng bàn tiệc bàn trà và gặp gỡ từng người và gửi trao những lời cảm ơn chân thành nhất, cũng như là một cái bắt tay thân mật để thay cho ngàn lời cảm ơn, ngàn lời cảm tạ sâu sắc. Nhưng vì do điều kiện, thời gian và không gian, cũng như là đường đi đối lại không được thuận tiện so với sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị, khán phòng cưới của gia đình nhà trai tôi trong buổi sáng nay khá nhỏ bé và chật hẹp so với sự hiện diện rất là cao quý của tuyệt vời của toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày nay. Chính vì vậy, trên vị trí trang trọng hạnh phúc này thì chú rể và cô dâu họ sẽ thể hiện dành một cúi đầu thật là sâu nhất để ra mắt đến toàn thể quý vị thay cho ngàn lời cảm ơn, ngàn lời cảm tạ. 1, 2, 3 xin mời. Và đó là những lời cảm ơn chân thành và sự ra mắt hoàn hảo của cô dâu và chú rể muốn truyền tải đến toàn thể quý vị, sự diện cao quý của toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày nay. Nào xin mời cô dâu và chú rể sẽ có được ngồi xuống và có được an toàn với bàn hoa long trọng về trí hiện diện hạnh phúc nhất của mình trong ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận được những giai điệu và hương vị ngọt ngào của tình yêu. Thưa quý vị, thật đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế nữa, mà người với người sống để yêu nhau, mà hạnh phúc nào bằng không cửa lứa đôi. Và còn gì đẹp trên đời hơn thế nữa, vì đã cho ta một trái tim giàu, thẳng lưng mà bước, cao đầu mà đi. Còn mùa xuân thì đẹp nhất hoa đào, mà đời trai đời gái đẹp nhất chỉ có ngày hôm nay.
Và trăm hoa đua nở một giờ, không bằng giây phút đầy chờ tình yêu. Và tình yêu của hai bạn cũng đã trải qua những năm dài tháng chờ, và trải qua bao nhiêu lần hò hẹn dưới ánh trăng thâu, để rồi đôi bạn của chúng ta tìm được thấy ở nhau một tình yêu thiết thực và chân lý nhất. Và để rồi ngày hôm nay là thứ tư, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023, là nhằm ngày mùng 10 tháng 2 năm Quý Mão, đó là ngày lành tháng tốt. Và trước sự chứng kiến đủ đầy của toàn thể quý vị, và dưới một không gian dạp cưới rất là đẹp, rất là sang trọng và hoành tráng, đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Đức Yến, thì cho phép MC Minh Tuyệt sẽ được long trọng tuyên bố chương trình Đại Lễ Thành Hôn để chúc mừng ngày phúc trăm năm cho chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đạo xin phép được bắt đầu. Chúng ta hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để được chúc mừng. Xin mời. Và một lần nữa những ngọn lửa tình yêu lại được thắp sáng lên để minh chứng cho sự tình yêu trọn vẹn của chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đào. Và tình yêu này anh dành cho em, và tình yêu này em cũng chỉ dành cho anh. Và hai ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trên cuộc đời này, bước đến trên con đường của hạnh phúc và tình yêu. Vâng, xin được quay trở lại với tình yêu của chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đào ngày hôm nay. Thì chắc chắn rồi, tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp, đó là những nấc thang quan trọng của mỗi con người chúng ta. Vì bởi lẽ rằng là quý vị ơi, tình yêu nó sẽ mang lại cho chúng ta sự trưởng thành, và tình yêu nó sẽ mang lại cho chúng ta với một mái ấm gia đình tròn vẹn và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, tình yêu của chú rể Hà Đạo, của chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đạo đã là minh chứng cho một mái ấm gia đình tròn vẹn của hai bạn trong tương lai. Và trong khoảnh khắc yêu thương này đây, thì chú rể và cô dâu họ sẽ thể hiện lời hứa thủy chung son sắc của họ đi hết suốt cuộc đời này bằng một phần quà của tình yêu. Đó chính là hai bạn sẽ trao chọn cho nhau đôi vòng nhẫn cưới cảm nhận tình yêu để minh chứng cho sự tình cảm và tình yêu thương chân thành nhất, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, minh chứng cho tình yêu bất diệt, minh chứng cho tình yêu đẹp tuyệt vời của hai bạn. Nào xin mời chú rể Hà Khắc, cô dâu Hà Đạo, hai bạn hãy cùng nắm tay nhau khởi thân được đứng lên, và xin mời hai bạn hãy cùng quay mặt lại với nhau đi ạ. Nhìn nhau đắm đuối và nở một nụ cười thật tươi rạng ngời trên môi đi ạ. Và cũng được trao nhẫn cho nhau, chuẩn bị nghi thức tuyệt vời, nghi thức trang trọng của hai bạn trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chiếc vòng nhẫn cưới là một kỷ vật rất là đặc biệt và ý nghĩa, đã được cô dâu và chú rể chuẩn bị và cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi, chỉ mong chờ đến ngày hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị trong ngày lành giờ tốt. Và bên cạnh những người thân yêu thì chú rể và cô dâu họ sẽ cùng trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Và chiếc vòng nhẫn là một vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, và nó luôn tượng trưng cho sự tròn trịa của đất trời và vuông tròn của tình yêu. Ngày hôm nay tình yêu của hai bạn đã có được thủy chung son sắt. Ngày hôm nay tình yêu của hai bạn đã có được vuông tròn để mình trở về bên nhau. Và xin chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin được kính thưa với toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Đủ nắng thì hoa sẽ nở, còn đủ gió thì mây sẽ bay, và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Và ngày hôm nay, với sự yêu thương và bao bọc của toàn thể quý vị, thì một niềm vui, một niềm hạnh phúc đong đầy đã thực sự đến cùng với chú rể và cô dâu. Và để cùng đến với những cung bậc cảm xúc yêu thương, cùng đến với những bước đi trưởng thành của hai bạn trong tương lai, thì ngay sau đây, xin mời chú rể Hà Khắc, cô dâu Hà Đạo, hai bạn sẽ cùng được vui lòng di chuyển tiến bước đến bên tay trái sân khấu tình yêu ngày hôm nay, cùng đến với ba chiếc tầng bánh tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc. Để nơi đây sẽ là nơi tượng trưng cho một ngôi nhà hạnh phúc. Nơi đây sẽ tượng trưng cho một mái ấm gia đình trọn vẹn của hai bạn trong tương lai. Xin mời chú rể cùng với cô dâu. Và xin được kính thưa với toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trước mắt chúng ta đây, trước mắt cô dâu và chú rể, đó chính là ba chiếc tầng bánh tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc ngày hôm nay. Mỗi chiếc tầng bánh chúng ta sẽ có những đặc trưng riêng khác nhau. Tầng bánh dưới cùng sẽ tượng trưng cho chữ tình, tầng bánh thứ hai ở giữa sẽ tượng trưng cho chữ nghĩa, và tầng bánh thứ ba trên cùng nhỏ nhỏ xinh xinh sẽ tượng trưng cho hai chữ phu thê được mang tên chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đạo. Thì ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng được chung tay lần lượt lắp cắt ba chiếc tầng bánh tình yêu ngày hôm nay. Mỗi chiếc bánh cô dâu và chú rể sẽ được lắp cắt hai lần để thể hiện tình duyên của hai bạn sẽ luôn được thủy chung son sắc bên nhau. Tầng bánh dưới cùng trước đây, xin mời. Đây chính là nền móng, là nền tảng cho tình yêu luôn vững chắc nhất của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin mời chiếc tầng bánh thứ hai ở giữa đi ạ. Chiếc tầng bánh thứ hai ở giữa thể hiện cho sự cao quý của toàn thể quý vị. Quý vị đã không quản ngại chung đường xã xa xôi, đã mất chút thời gian và ngọc quý báu của mình để được trở về đây cùng nhau chung chia niềm vui và cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và chiếc tầng bánh thứ ba sẽ được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau lắc cắt. Đây chính là đỉnh cao của tình yêu,
hạnh phúc gia đình được mang tên chú rể A Khắc, cô dâu Hà Đạo. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúng ta cùng đều cùng chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo xin mời cô dâu chú rể sẽ có được di chuyển và tiến bước đến bên tay phải sân khấu tình yêu ngày hôm nay, cùng đến với chai rượu Sâm Anh, cùng khu chai rượu Sâm Anh rót những ly rượu hồng trên thắp lên tình yêu. Xin mời chú rể Hà Khắc ạ, bạn sẽ mở nắp chai rượu cưới đầu tiên hạnh phúc nhất của mình trong ngày hôm nay. Thao tác đầu tiên đó chính là bóc hết phần lớp rượu dây bạc ở bên ngoài kìa. Đúng rồi, và giờ đây xin mời chú rể Hà lắc thật mạnh kìa, hãy lắc và sốc thật mạnh cái chân Sâm Anh của mình lên. Tiến độ của chân Sâm Anh càng lớn thì niềm hạnh phúc của hai bạn sẽ càng được trọn vẹn và viên mãn. Và xoay nhẹ nắp lên một chút chú rể ơi. Và sau đó xin mời chú rể sẽ xoay nhẹ nắp lên một chút và dùng lực đẩy của ngón tay cái để đẩy nắp ra. Và nên nhớ là hướng nắp chai vẫn thẳng lên trời đã, vì lực đẩy trong chai này sẽ rất là mạnh và rất tuyệt vời. Tiếng nổ vang giòn và những hình ảnh rất đẹp. Và đã được cô dâu và chú rể vui ra chai rượu đầu tiên của mình. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng được chung tay rót lên tháp bì tình yêu đẹp, rót cạn và rót tràn tháp bì này đẹp. Cũng xin được kính thưa với toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Và ngay bên đây chúng ta đã có được chứng kiến những hình ảnh đẹp nhất ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc chú rể Hà Khắc, cô dâu Hà Đào, họ đang có được tay trong tay dắp lên tháp đi tình yêu với chai rượu đầu tiên hạnh phúc nhất của mình. Và hỡi nữ thần tình yêu bất diệt, hãy minh chứng cho giây phút trọng đại này cho cặp đôi uyên ương. Hãy thật hạnh phúc và hãy ban phép nhiệm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trong niềm vui vô tận. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc được gìn giữ chất chiêu cùng năm tháng, và màu hắn men tình sẽ kết thành sợi chỉ vàng gắn kết. Vâng, tiếp tục và xin mời chai rượu thứ hai đi ạ. Vậy là dòng suối mát lại xây lên một lâu đài tình ái, mà người chỉ vì không ai khác yêu quý vị, đó chính là chú rể Hà Khắc, cô dâu Hà Đào. Rộn ràng trong tiếng âm vang, chứng cho hạnh phúc của nàng của anh. Mát lạt này quay bánh trưng xanh, cho mây gặp chúc cho anh gặp nàng. Thế mới biết là duyên kỳ định, trao nhân duyên hạnh phúc muôn đời, yêu nhau tính chuyện bạn đầy trăm năm. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ được rót ra hai ly rượu giáo bôi mà chúng tôi đã chuẩn bị cho hai bạn. Để ít phút nữa thôi sẽ đến với những nghi lễ uống rượu giáo bôi của hai bạn trong chương trình đại đế thành hôn. Nào xin mời cô dâu và chú rể sẽ có được tiếp tục đấy. Chúng ta rót lên tháp bì tình yêu ngày hôm nay, cùng nhau rót cạn và rót tràn tháp bì này đi ạ. Từ từ chú rể ơi, rót cạn đi ạ. Xin mời hai bạn. Và cũng xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, rượu Sâm Anh là có những hương vị cay cay, ngọt ngọt và nồng nồng. Đó là những hương vị ngọt ngào và đầy đủ của tình yêu. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao duyên thắm ta về cùng nhau, và cùng chung bước đến mai sau. Và thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu, và ly rượu cay thì thắm tình chồng vợ, ly rượu hồng để kính chúc mẹ cha, và vì con cháu mẹ chóng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển khơi. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Và xin mời các bạn sẽ có được trở về trên sân khấu đây. Xin mời chú rể Hà Khắc nào. Bạn hãy nâng cặp ly yêu thương của mình lên ngày hôm nay với hai bạn, đưa cho người vợ, người bạn đời của mình với ly rượu hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Và xin mời hai bạn hãy quay mặt lại với nhau đi ạ. Nhìn nhau đắm đuối và nở một nụ cười thật tươi rạng ngời đi nào. Và cùng đan chéo tay lại. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, rượu hồng chưa uống đã say, mà rượu tình chưa ngắm mà đã đắm say suốt đời. Em đây như chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để được say suốt đời. Cao xanh đình nhà với châu vàng, mà tình anh xanh với duyên vàng đẹp đôi. 3, 2, 1, xin mời. Và xin chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Mời cô dâu và chú rể sẽ có được ngồi xuống và cùng được an toàn với bàn hoa long trọng về thể hiện hiện hạnh phúc nhất của mình trong ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận được những giai điệu và hương vị ngọt ngào của tình yêu. Thưa quý vị, trước khi đến với những món quà để chúc mừng ngày phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi sáng hôm nay đã được cả gia đình nhà trai chuẩn bị, thì ra những người làm chương trình xin được ban phép gửi đến toàn thể quý vị với những món quà âm nhạc, lời ca và tiếng hát của hai bên gia đình trong buổi sáng hôm nay.
và những gia vị tinh thần, gia vị của tình yêu và những dòng chảy của cảm xúc, dòng chảy của tình yêu sẽ được lan tỏa và cùng hát chúc mừng ngày phúc cho cô dâu và chú rể. Và để mở đầu cho chương trình Zalo món quà âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay, cho chương trình để lấy tình huống của cô dâu và chú rể, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt, hướng sự quan tâm với những dòng cảm xúc của toàn thể quý vị lên sân khấu ngay lúc này đây, để chúng ta sẽ có được chào đón thưởng thức tiếng hát của năm dòng ca Quang Hiểu sẽ đại diện cho gia đình họ nhà trai chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúng ta có được chào đón và cùng cảm nhận. Xin mời tiếng hát của Quang Hiếu. Vâng, lời đầu tiên cho Hiếu xin lời chào tới quý vị quan viên hai họ, một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất, và lời mừng hạnh phúc và tình yêu cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì Hiếu xin gửi tới quý vị một ca khúc có tựa đề Cảm ơn tình em. Và ca khúc này cũng xin được thay mặt cho chú rể muốn gửi tới cô dâu là luôn luôn làm mãi mãi yêu thương chú rể, và chú rể luôn luôn có một sự lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới cô dâu. Alo, alo, alo. Dạ vâng, quý vị cho Hiếu sử dụng tài liệu một chút. Quý vị cho Hiếu một tràng pháo tay của bố Hiếu được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thương em anh thương gái chân quê, thương em anh thương mái tóc, thương em bao năm cứ bên anh, yêu anh không cần toàn tình. Em sống bon chen với em ra, em sống cực kỳ đơn giản. Em chỉ mong sau mỗi đêm qua, đôi ta lại nhìn thấy. Đêm 15 soi dài, dù cho mưa gió kéo qua nơi này, tình yêu anh không hề đổi. Em đã mang cả cuộc đời trao về dù trong mưa gió kéo qua nơi này.
vì yêu anh em đánh đôi tất cả. Cảm ơn em đã làm vợ anh. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ca khúc này nhiều quá, cầu chúc cho em luôn luôn là hạnh phúc trăm năm. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của nhà Quang Hiếu rất là nhiều để diện cho gia đình họ nhà trai của chúng ta với một món quà âm nhạc rất tuyệt vời ạ. Và xin được bàn phép tiếp nối với chương trình đại lễ thành quan của cô dâu và chú rể đang còn ở phía trước, thì ngay sau đây với những người thực hiện chương trình sẽ được thông qua với những món quà, những kỷ vật thật đặc biệt và ý nghĩa của hai bên gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ nhau lần lượt trở về trao tặng cho cô dâu và chú rể. Xin được bàn phép thông qua với những món quà để chúc hồi phúc cho cô dâu chú rể đến từ gia đình họ nhà trai của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin được kính thưa với toàn thể quý vị, trên cuộc đời của mỗi con người chúng ta và trong cõi kiếp nhân sinh này, và từ khi còn nhỏ còn bé thì còn ở với bố mẹ, mà lớn lên lấy vợ gả chồng thì đó là điều đương nhiên, mà mong gái trở thành dâu hiền thì trai thời dễ thảo đôi bên thuận hòa. Mà hôm nay hai bạn đã về chung một nhà thì với gia đình ông bà, bố mẹ, anh chị, cô dì, chú bác thì cũng có những phần quà, đó là những kỷ vật là muốn trao tặng lên cho đôi tân hôn. Và ai cũng vậy thôi, được sinh ra và lớn lên ai cũng không để quên được ông cha và nghĩa mẹ. Ông cha và nghĩa mẹ là những người có công nơi con sinh thành, nuôi con khôn lớn, cho con chấp cánh bay xa, cho con có niềm tự hào và hạnh phúc như ngày hôm nay, đó là nhờ công ơn của cha và mẹ. Để thể hiện tình cảm của cha và mẹ trong ngày hôm nay thì ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời người bố và người mẹ thân sinh ra chú rể Hà Khắc ngày hôm nay sẽ bước lên sân khấu để có những món quà đặc biệt dành tặng cho hai người con yêu quý của mình. Trân trọng kính mời bác trai và bác gái. Và xin mời cô dâu và chú rể hai bạn hãy cùng khởi thân được đứng lên để cùng được đón nhận món quà đến từ bố mẹ ngày hôm nay. Xin mời. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, thật đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha, và nước biển mênh mông thì không đong đầy được tình mẹ, và mây trời lộng lộng không phủ kín con cha, mà tàu tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tộc thân gầy cha che chở cho con, và công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha được kết tha vời vợi như ngọn núi Thái Sơn, nghĩa mẹ được ví như nguồn nước chảy ra không bao giờ cạn giờ vơi. Và đó là những tình cảm chân thành nhất, tinh túy nhất của những người làm cha làm mẹ đã chính thức trao cho con ngày hôm nay, cho con ánh mắt nụ cười, cho con cả cuộc đời, cho con có ngày hạnh phúc và tình yêu. Và đây là món quà của bố mẹ thân sinh ra chú rể Hà Khắc dành tặng cho người con trai và cô con dâu yêu quý của mình. Quà này bố mẹ tặng hai con, mong cho hai con vững bước trên con đường đời. Mà chúc phúc thì bố mẹ có vài lời, mong hai con hãy luôn vững bước trên đường đời tương lai, mà hãy nhớ sinh một gái và một trai, nuôi dạy khôn lớn để thành tài mẹ mong. Và xin được thay lời bằng ngọc cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn những tình cảm của bố mẹ ngày hôm nay rất là nhiều. Và xin được kính chúc cho bố mẹ sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, phúc như đông hải, thọ tỷ năng sơn, sống chung niềm vui, hòa niềm hạnh phúc cùng với con cháu của mình. Và sau món quà của bố mẹ chú rể Hà Khắc ngày hôm nay thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc hạnh phúc của anh trai và chị dâu Kiên sẽ cũng được chuẩn bị. Và theo như nhận được danh sách đăng ký của hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái thì có tới những hơn 30 món quà. Chính điều đó thời lượng cho quà của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay trong chương trình đại lễ thành hôn của cô dâu chú rể sẽ rất là dài đấy ạ. Chính điều đó liên tục xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau nâng lên với những chén trà chén nước, mời bánh kẹo ngọt cùng với gia đình. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau nâng lên với những chén rượu nồng ngày cưới, chúc chuyện được cùng với gia đình và cùng chúc một ngày phúc cho cô dâu và chú rể. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta không quên hướng ánh mắt, hướng sự quan tâm và những dòng cảm xúc của toàn thể quý vị lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng được chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc, khoảnh khắc đẹp nhất của hai bên gia đình của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin mời. Xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều ạ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng hạnh phúc của anh trai và chị dâu Kiên.
xin mời. Và sau nữa thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của chị gái Trâm và cháu Châu cũng sẽ được chuẩn bị. Và MC sẽ giới thiệu hai người một trở lên, một người sẽ trở về với chú rể và một người sẽ trở về với cô dâu. Chính vì đó xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau được chủ động. Xin mời món quà chúc mừng quốc của chị gái Trâm và cháu Châu. Và sau nữa thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vinh danh trên sân khấu món quà chúc mừng quốc của bác Khải và cậu Út Mạnh sẽ cũng được chuẩn bị. Xin mời món quà chúc mừng quốc của chị gái Trâm và cháu Châu. Xin mời. Và sau món quà chúc mừng quốc của chị gái Trâm và cháu Châu thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của bác Khải và cậu Út Mạnh sẽ được chuẩn bị. Và sau nữa món quà chúc mừng quốc của bác Giá Hạ và cháu Hạ sẽ được chuẩn bị. Xin mời món quà chúc mừng quốc của bác Khải và cậu Út Mạnh. Xin mời. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của bác Giá Hạ và cháu Hạ. Và sau nữa cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của chú Thím Thảo sẽ cũng được chuẩn bị. Sau nữa thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của chú Thím Thảo đến từ quê hương Lạng Tây, anh sẽ có được chuẩn bị. Và còn rất nhiều quý vị ơi, và những món quà chúc mừng quốc của hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ cùng nhau lần lượt trở về. Thì còn thể những hơn 30 món quà đã được đăng ký với những ekip anh em trong việc chương trình của chúng tôi. Chính điều đó thời lượng trong quà của chúng ta sẽ rất là dài đấy ạ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của chị Cảng và anh trai Điệp. Xin mời sẽ cùng bước lên sân khấu luôn Điệp. Món quà chúc mừng quốc của chị Cảng và anh trai Điệp. Sau món quà chúc mừng quốc của chị Cảng và anh trai Điệp thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của anh chị Huê, anh chị Sao cũng sẽ được chuẩn bị. Xin mời món quà chúc mừng quốc của chị Cảng và anh trai Điệp ạ. Và sau
sau nữa sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng ngày phước của anh chị Huê và anh chị Sao cũng sẽ có được chuẩn bị. Mời món quà chúc mừng phước của anh chị Huê và anh chị Sao. Xin mời chị. Vâng, xin được kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, đúng là lòng anh lòng chị thật là khó nhưng mà thật vui khi em có ngày hạnh phúc và tình yêu. Anh chị đều chuẩn bị và những phần quà, tuy rằng phần quà rất là nhỏ thôi, nhưng mong anh em hãy cùng nhau đồng lòng vượt qua mọi khó khăn trên cuộc đời này và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, xây dựng cuộc sống đến trọn đời đồng bằng răng lòng. Xin cảm ơn món quà chúc mừng phúc của anh chị Huê rất nhiều. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng ngày phước của anh chị Sao. Xin mời. Xin cảm ơn món quà chúc mừng phước của chị Sao rất nhiều. Và cũng xin chân thành cảm ơn món quà chúc mừng phước của bé gái rất nhiều ạ. Và xin được kính chúc cho bé sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và sẽ luôn đạt được thành tích cao nhất trong học tập. Cảm ơn con rất là nhiều. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng phước của bác Thượng và cô My. Xin mời. Món quà chúc mừng phúc của bác Thượng và cô My. Và sau nữa xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng phúc của bác Bảo và em Khánh. Xin mời. Xin mời món quà chúc mừng phước của em Khánh và bác Bảo. Xin mời. Và sau nữa thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng phước của cô My và bà Mộc Kỳ sẽ cùng được chuẩn bị. Và sau nữa sẽ là món quà chúc mừng phúc của Thím Tú và chú Tuấn nữa sẽ cùng nhau được chuẩn bị. Xin cảm ơn món quà chúc mừng phúc của em Khánh và bác Bảo rất nhiều. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng phúc của cô My và bà Mộc Kỳ. Xin mời. Xin mời món quà chúc mừng phúc của Thím Tú và chú Tuấn. Và sau món quà chúc mừng phúc của Thím Tú và chú Tuấn, chúng ta sẽ cùng đến với những món quà đến từ đại gia đình họ nhà gái của chúng ta trở về từ thôn Niêm Thành, Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh Hóa. Quà chúc mừng phúc của Thím Tú và chú Tuấn rất là nhiều. Cũng thật đúng là cô chú thì là như cha, còn bá gì thì là như mẹ phải không quý vị?
nhà cháu có ngày hạnh phúc và tình yêu. Tím với là chú để chuẩn bị về những phần quà, tuy rằng phần quà rất là nhỏ thôi, nhưng mong hai cháu hãy cùng nhau đồng lòng vượt qua mọi khó khăn trên cuộc đời này, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, bước đến trên con đường của hạnh phúc và tình yêu. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà của bố mẹ thân sinh ra cô dâu Hà Đạo ngày hôm nay sẽ lên sân khấu để có những món quà đặc biệt dành tặng cho hai người con yêu quý của mình. Trân trọng kính mời bác trai và bác gái ạ. Sau món quà chúc mời phước của bố mẹ thân sinh ra cô dâu Hà Đạo ngày hôm nay thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị gái và người anh rể sẽ cùng được chuẩn bị. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đúng là nước biển mênh mông thì không đong đầy được tình mẹ, và mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. 9 tháng 10 này mang nặng đầy đau, và đó là những tình cảm chân thành nhất, tinh túy nhất của những người làm cha là mẹ đã chính thức trao cho con ngày hôm nay, cho con ánh mắt nụ cười, cho con cả cuộc đời, cho con có ngày hạnh phúc và tình yêu. Xin mời món quà chúc mừng phúc của chị gái và người anh rể, xin mời ạ. Và sau nữa thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng hạnh phúc của bác Huy và cháu Tiến sẽ cùng được chuẩn bị. Thân mến, và chúng tôi đã thấy những giọt nước mắt của một dòng chú rể ngày hôm nay, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Và tôi cũng như toàn thể quý vị có mặt ở đây, chúng ta có thể có hàng trăm rồi hàng nghìn con đường để đi quý vị ạ, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để về thôi, đó chính là hạnh phúc gia đình. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ, để cùng được chúc mừng hạnh phúc hai bên gia đình. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng quốc của bác Huy và cháu Tiến. Sau nữa xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng phúc của anh Giang và anh Nghệ sẽ cùng được chuẩn bị. Xin mời món quà chúc mừng phúc của bác Huy và cháu Tiến. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng phúc của anh Giang và anh Nghệ, xin mời. Và sau nữa xin được mời món quà chúc mừng phúc của anh Sự và Thím Linh sẽ cùng được chuẩn bị. Món quà chúc mừng phúc của anh Sự và Thím Lịch. Và sau nữa thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vinh danh lên sân khấu món quà chúc mừng phúc của bác Hoài và cô Huấn.
sẽ không được chuẩn bị. Và sau nữa sẽ là món quà chúc hạnh phúc của dì Tâm, dì Tú, anh Lộc, dì Trang, dì Hoàng, em Giáp sẽ không được chuẩn bị. Xin mời món quà chúc hạnh phúc của bác Hoài và cô Huấn. Chúc mừng phúc của bác Hoài và cô Huấn thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà chúc mừng phúc của dì Tâm và dì Tú, xin mời. Và sau nữa thì cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Lộc và dì Trang sẽ cùng được chuẩn bị. Xin mời món quà chúc hạnh phúc của anh Lộc và dì Trang. Sau món quà chúc hạnh phúc của anh Lộc và dì Trang thì chúng ta sẽ đến với món quà chúc mừng hạnh phúc của dì Hoàng và em Giáp. Đó sẽ là hai món quà cuối cùng đến từ gia đình họ nhà gái của chúng ta dành tặng cho các đồng vời dưới đây. Xin mời món quà chúc hạnh phúc của dì Hoàng và em Giáp ạ. Cảm ơn với những món quà chúc hạnh phúc của hai bên gia đình trong buổi sáng hôm nay dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và với những dòng tình cảm, ngàn lời cảm ơn chân thành mà chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đạo muốn truyền tải gửi đến toàn thể quý vị cũng không thể nói hết bằng lời đâu ạ, quý vị ơi. Thì thay vào đó, cô dâu và chú rể họ sẽ thể hiện dành bằng một cúi đầu thật là sâu nhất để gửi đến toàn thể quý vị thay cho ngàn lời cảm ơn, ngàn lời cảm tạ. Xin mời hai bạn. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị một lần nữa được không ạ? Để chúng ta được chúc mừng hạnh phúc, xin chúc hạnh phúc cho dòng chia sẻ ngày hôm nay. Xin mời bạn sẽ có được ngồi xuống và cùng được an toàn. Thưa quý vị, và cùng đến giây phút này đây, thì niềm vui nào cũng phải đến lúc chia phôi, mà cuộc vui nào cũng phải đến giờ kết thúc. Hãy để lại tình yêu và hạnh phúc của mình trong tương lai. Cuộc vui thì rất là còn dài, nhưng mà với thời gian thời lượng không cho phép và công việc nhà trai của chúng tôi đang còn, một lần nữa xin được thay lời cho gia đình họ nhà trai, đó là vòng ngọc cho cô dâu và chú rể, xin phép được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị với những dòng tình cảm, ngàn lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện cao quý tuyệt vời của toàn thể quý vị.
quý vị đã không quản ngại chút đường xa xa xôi, đã mất chút thời gian bằng ngọc quý báu của mình để cùng nhau trở về đây, cùng nhau chung chia niềm vui và cùng chúc mừng ngày phúc tròn cô dâu và chú rể. Và chương trình đàn lễ tình hôn của chú rể Hà Khắc và cô dâu Hà Đạo trong buổi sáng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây.